Chị đừng đùa nữa. Chồng em sao có thể làm chuyện như vậy được? Là thật đấy. Chị cứ mở quà ra xem có thích không đã. Vậy thực tế hơn đấy. Chị không nói đùa đâu. Chồng em có người khác thật đấy. Không thể có chuyện đó được. Chồng em yêu em lắm. Sao có thể làm chuyện có lỗi với em được? Mấy tin đồn này chỉ là bịa đặt thôi. Nhiều người không chịu được cảnh người khác của ông chồng tốt nên mới nói vậy. Như thế gọi là ghen tị. Đúng rồi đấy. Có lẽ là vậy. Chắc có người ăn không ngồi rồi, thích tung tin đồn thất thiệt. Đúng đấy, đúng đấy. Xuân Kỳ yêu vợ lắm. Nhìn đống quà này này. Xuân Kỳ còn nói rồi, hàng ngày Trình Trừng chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ là được. Còn nữa này, hai chị xem, Xuân Kỳ vừa tặng chiếc nhẫn kim cương này cho vợ. To lắm đúng không? Không tin chứ gì. Được, chị cho ba người thấy. Thật ra chị đã muốn nói từ lần trước, nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ cần em hỏi, anh ấy sẽ nói cho em biết. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Sao em chắc chắn không phải như chị nghĩ? Chị đã cho em xem ảnh rồi mà em vẫn tin anh ta. Được, em gọi điện hỏi anh ta đang ở đâu đi. Được. Em à, anh ngủ dậy rồi. Bây giờ á? Giờ anh đang ở công ty. Ừ, anh biết rồi. Anh nhớ em có nói là muốn ra ngoài ăn. Không cần phiền phức đâu. Tối anh về ăn cơm với em là được rồi. Mấy giờ á? Anh cũng chưa chắc chắn. Anh còn phải đi gặp khách hàng nữa. Đúng. Vậy thôi, tối gặp em sau nhé. Tạm biệt. Thấy chưa, giờ chồng em đang ở công ty. Không phải chồng em đang ở công ty, mà anh ta nói anh ta đang ở công ty. Anh ta đang ở khách sạn này, thuê một căn phòng với người khác. Chị nói sao? Bạch Tê nói chồng em với người khác thuê phòng. Thuê phòng sao? Cái gì? Đi nhanh lên đi. Trình Trừng, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì hay là nhìn thấy gì, em cũng phải cứng rắn, không được siêu lòng, biết chưa? Đừng sợ, có bọn chị, đừng sợ. Anh ta mà dám ngoại tình, chị sẽ đè anh ta chết ngạt. Được, tiến lên, đi. Làm cái gì vậy? Định làm phiền khách VIP của khách sạn sao? Chúng tôi vào kiểm tra vệ sinh, không được à? Kiểm tra phòng, xin lỗi nhé. Tôi thấy trước cửa phòng VIP có treo cái bảng không làm phiền, nên đừng làm phiền người ta. Tôi là vợ của khách VIP đó, tôi vào phòng chồng tôi không được à? Tránh ra, đi. Đi. Cuối cùng cũng đoán đúng. Tên khốn này, hồ ly tinh, đổi bội bạc. Cô dụ dỗ chồng người khác mà không biết nhục à? Các cô làm gì vậy? Em à, sao lại làm vậy với tôi? Chúng ta chỉ vừa kết hôn mà anh đã ngoại tình rồi. Mọi người nói anh có rất nhiều bạn gái, nhưng tôi vẫn một mực tin là anh trong sạch. Cuối cùng thì sao? Em à, đừng động vào tôi. Đàn ông đúng là không có gì tốt đẹp. Tôi cứ thắc mắc sao anh dùng nhiều tiền để mua quà cho Trình Trừng. Thì ra là vì thấy áy náy. Em à, em nghe anh giải thích được không?
Được, tôi nghe anh giải thích. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Anh... Nói đi. Em à, thật ra đây là em gái anh. Em gái. Chào.